Phượng kính chào quý vị. Hôm nay thứ tư ngày 5 tháng 6 năm 2019. Đến với bản tin Hoạt trình đốn gồm có tin quan trọng và phóng sự cộng đồng. Để mở đầu, với Phượng kính mời quý vị theo dõi phần tin tức. Tổng thống Trump và gia đình tham dự họp báo với Thủ tướng Anh. Gia đình của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã thể hiện sự ủng hộ hoàn toàn cho ông tại London vào thứ ba 4 tháng 6 khi ông tổ chức một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh Theresa May các con của ông Trump và vợ ông Melania đã tham dự cuộc họp báo diễn ra một ngày sau cuộc họp chính trị cho nhà lãnh đạo Hoa Kỳ. Những người tham dự khác bao gồm Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Bolton, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sarah Sander và phụ tá Tòa Bạch Ốc Kellyanne Conway. Khi cuộc họp báo bắt đầu, hàng ngàn người đã tập trung bên ngoài phố Downing để phản đối chuyến thăm cấp nhà nước của ông Trump tới Anh nhưng con số này đã giảm xuống so với hàng chục ngàn người năm ngoái. Đệ nhất phu nhân Mỹ, Melania Trump cũng đã tham dự một bữa tiệc trong vườn dành cho nhân viên của Downing Street và các con của họ vào thứ Ba 4 tháng 6, cùng với Philip May, chồng của Thủ tướng Anh Theresa May. Tổng thống Trump hứa với Anh một thỏa thuận thương mại lớn. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 4 tháng 6 hứa với Anh Quốc sẽ có một thỏa thuận đáng kể hậu Brexit với hoa kỳ nói đùa với thủ tướng sắp từ chức theresa May là bà nên ở lại để có thể kết thúc cuộc điều đình với ông mặc dầu bà đã hứa sẽ từ chức trong hai ngày nữa ông trump nói tôi không rõ thời biểu của bà nhưng hãy ở lại hãy thực hiện thỏa thuận này thủ tướng anh nói anh quốc và hoa kỳ nên hợp tác với nhau để giữ cho thị trường tự do công bằng và mở cửa trong khi người anh biểu tình phản đối Bà May và ông Trump ăn sáng ở điện Sandstorm với các công ty Hoa Kỳ như Lockheed Martin Corporation, ngân hàng JP Morgan Chase, ngân hàng Goldman Sachs, công ty xây dựng Bechtel và công ty an ninh mạng Splunk. Thủ tướng Anh đã trao tặng cho Tổng thống một bản của hiến chương Đại Tây Dương, văn kiện mà Tổng thống Franklin D. Roosevelt và Thủ tướng Winston S. Churchill ký kết năm 1941, khẳng định mục tiêu bảo vệ tự do mậu dịch và an ninh tập thể. Brexit vốn sẽ là một bước địa lý chính trị quan trọng nhất của Anh quốc từ Thế chiến thứ hai và nếu xảy ra, London phải trải trông cậy vào Hoa Kỳ nhiều hơn khi họ nới lỏng liên hệ với 27 thành viên khác và thị trường lớn nhất thế giới của Âu Châu. Nhiều người bị Cộng sản Trung Cộng bắt trước lễ kỷ niệm 30 năm Thiên An Môn Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nói với Rooster hôm thứ Ba 4 tháng 6 rằng họ đã nhận được báo cáo cho rằng một số công dân Trung Cộng đã bị giam giữ hoặc đe dọa trước lễ kỷ niệm 30 năm của cuộc đàn áp Thiên An Môn. Phát ngôn viên Ravina Sandasani nói rằng họ cũng đã nhận được báo cáo về sự kiểm duyệt gia tăng liên quan tới lễ kỷ niệm Thiên An Môn và đang kêu gọi chính quyền Trung Cộng tăng cường tự do hội họp và thể hiện hòa bình. Sandasani nói với truyền hình Reuters rằng ông đã truyền đạt những lo ngại của Liên Hợp Quốc đến với chính phủ Trung Cộng. Và Liên Hiệp Quốc cũng đang nỗ lực để xác minh những báo cáo này. Xin nhắc lại, biểu tình Thiên An Môn do giới sinh viên lãnh đạo đội Dân Chủ năm 1989 đã dẫn tới cuộc thảm sát của chính phủ Cộng sản Trung Cộng, khiến khoảng 2.000 người thương vong. Nancy Pelosi bị các nhóm chính trị tự do hối thúc tiến trình luận tội Tổng thống Trump. Một liên hiệp bao gồm hơn 20 nhóm chính trị gia tự do Hoa Kỳ hôm thứ Ba 4 tháng 6, đã lên tiếng hối thúc bà Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi phải bắt đầu các tiến trình nhằm luận tội Tổng thống Trump. Các nhóm này đã viết một lá thư gửi cho bà Pelosi trong đó cho hay thái độ lượng lượng của bà sẽ đưa đến các hậu quả nguy hiểm là vì Tổng thống Hoa Kỳ phân biệt chủng tộc và thù ghét ngoại quốc này càng lừng lên thêm mà thôi lá thư với lời lẽ mạnh mẽ này cho thấy ngày càng có thêm bất mãn với bà Pelosi sau khi hạ viện quay lại làm việc từ 10 ngày nghỉ ngơi vừa qua. Lá thư mang chữ ký của đại diện các tổ chức tự do như Credo Action, Free Speech for People, More Power, Movimental Koshacha, Democracy for America, Indivisible, Working Families Party và Women's March. Lá thư cho hay bà là nhà lãnh đạo mạnh mẽ ủng hộ nữ quyền làm cho nhiều phụ nữ đắc cử vào hạ viện bảo vệ obamacare bà cần làm sao dùng quyền của mình bảo vệ hoa kỳ trước một tổng thống nguy hiểm như ông trump